em mở luật công chức năm 2008 và luật sửa đổi 2019 tìm đến cái điều 81, 83, 86, 87 để nghe thầy giáo phân tích phương pháp làm câu hỏi trắc nghiệm à, về điều 81 là tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ công chức, điều 83 là quản lý hồ sơ khen thưởng kỷ luật cán bộ công chức, à, điều 86 hiệu hiệu lực thi hành, điều 87 là quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành thì điều điều à, 80 rồi điều 82 điều 84 điều 85 thì là đã được luật sửa đổi 2019 thì các em tìm đến cái video à, học à, 2019 các thầy đã à, đưa lên trên à, YouTube thì trên phần mềm hình thức trách nghiệm.vn các thầy giáo có rất nhiều dạng câu hỏi trách nghiệm mang tính chất phân loại học viên À, để hỗ trợ học viên ôn thi tuyển công chức và nâng ngạch công chức các môn kiến thức chung tiếng Anh môn tin theo hình thức trắc nghiệm học viên có nhu cầu gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số 0943078123 hoặc 0912 để được cấp cái ký danh và mật khẩu đăng nhập vào phần mềm à, chúng ta ôn luyện hệ thống câu hỏi trắc nghiệm thì trong thời gian qua rất nhiều học viên ôn luyện trên phần mềm đã trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức và nâng ngạch công chức qua nhắn tin lại cho thầy chúng em đậu rồi, cảm ơn thầy giáo và phần mềm đã chứng tỏ ôn tập trên phần mềm này rất hiệu quả, tiết kiệm được thời gian ôn tập cho các em. Vì các thầy chuyên đi dạy đã đưa ra hệ thống câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên. Thì chúng ta đọc lý thuyết xong chúng ta thực hành luôn để phục vụ đúng cái mục đích của kỳ thi là là, là tuyển mà thì phải phân loại được học viên thì mới tuyển được. Thế thì học viên có nhu cầu gọi điện cho thầy theo một số trên màn hình. Thì sau đây thầy giáo sẽ phân tích câu hội trắc nghiệm về điều 81 là tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ công chức thì khoản 1 là cơ quan tổ chức đơn vị quản lý cán bộ công chức và chúng ta để ý cơ quan tổ chức đơn vị quản lý cán bộ công chức có thể ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian xem xét kỷ luật cán bộ công chức nếu để cán bộ công chức tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét xử lý kỷ luật. Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày. Thì các em chú ý con số định lượng này 15 ngày. Trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 15 ngày. Đấy, chúng ta để ý là tối đa không có 15 ngày nữa. Nếu cán bộ công chức bị tạm giữ tạm giam để phục vụ công tác điều tra truy tố xét xử thì thời gian tạm giữ tạm giam được tính là thời gian nghỉ việc có lý do. Đấy, chúng ta để ý thế. Hết thời hạn tạm đình chỉ công tác nếu cán bộ công chức không bị xử lý kỷ luật thì được tiếp tục bố trí làm việc ở vị trí cũ. Đấy, chúng ta để ý là được bố trí tiếp tục bố trí làm việc ở vị ở vị trí cũ. Còn một, rồi. còn hai. Trong thời gian tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, cán bộ, công chức được hưởng lương theo quy định của chính phủ. Đấy chúng ta để ý à, vẫn được hưởng lương theo quy định của chính phủ. Các thầy dịch ra câu hỏi trách nhiệm như sau: theo luật cán bộ có 417 này, theo luật cán bộ, công chức cơ quan nào có thể ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức? Thì phương án a là cơ quan tổ chức đơn vị quản lý cán bộ công chức là đúng rồi này đấy. a là đáp án đúng phương án gây nhiễu là tất cả đều đúng bị loại trừ viện kiểm sát nhân dân các cấp bị loại trừ tòa án nhân dân các cấp đấy để chúng ta để ý là hỏi về cơ quan nào cái là ta phản ứng được ngay 2418 là xác định phương án đúng a là cơ quan tổ chức đơn vị quản lý cán bộ công chức có thể ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật cán bộ công chức nếu để cán bộ công chức tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc điều tra xét xử là đúng nè b là thời hạn đảm tạm thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày là đúng nè trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng tối đa là không quá 15 ngày thì cái cái này cũng đúng như trong luật như vậy tổng số là không quá nhiều nhất là không quá 30 ngày đấy, thì chúng ta nhớ cái số định lượng để làm các câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất định lượng tối đa là là kể cả t, tạm định chỉ là 15 ngày sau thì kéo dài thì không có 15 ngày nữa thì 15 cộng 15 là tối đa là 30 phương án 1 và 2 đều đúng Đấy, là trả lời câu hỏi phương án 1 và 2 sai bị loại chơi câu 419 theo luật cán bộ công chức xác định phương án sai thì chúng ta đi xác định phương án sai thì A là đúng đúng như trong luật rồi B là thời hạn đình chỉ công tác không quá 30 ngày trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không có 15 ngày thì như vậy sai về định lượng như trong luật cho nên b chính là phương án sai Đấy, phương án một và hai đều đúng thì bị loại trừ 1 và 2 đều sai bị loại trừ bốn theo luật cán bộ công chức xác định phương án sai Đấy, thì chúng ta để ý a à, à, là cũng sai b cũng sai cho nên là phương án một và hai đều sai vì sao a sai b sai thủ trưởng cơ quan điều tra có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật cán bộ công chức. Nếu cán bộ công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét xử lý thì nó sai về cái tên này thủ trưởng cơ quan điều tra. Đấy. Đây là sai. B. Thời thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 90 ngày thì chúng ta đọc cái này chúng ta thấy là cái định lượng này sai. Thế cho nên phương án B là sai. Lại là trường hợp trường hợp cần thiết thì kéo dài tối đa không có bao nhiêu ngày là sai. Như vậy 90 ngày này 30 ngày là con số định lượng sai, nên phương án B cho là sai. Cho nên chúng ta chọn phương án 1 và 2 đều sai là đúng. 421 theo luật cán bộ công chức xác định phương án đúng thì A là phương án đúng, B là phương án đúng cho nên chúng ta chọn 1 và 2 đều đều đúng. A à, đúng vì sao? Vì nếu cán bộ công chức bị tạm giữ tạm giam để phục vụ công tác điều tra, khi tố xét xử thì thời gian tạm giữ tạm giam được tính là thời gian nghỉ việc. Có đi do là đúng này. B. Hết thời hạn đình tạm đình chỉ công tác nếu cán bộ công chức không bị xử lý kỷ luật thì được tiếp tục bố trí làm việc ở vị trí cũ và đúng đấy. Đấy cho nên A và B đều đúng. Cho nên chọn đáp án C là phương án 1 và 2 đều đúng. Thế bây giờ là điều 82 thì các em xem trong video các thầy đã đã đưa lên đó là à, theo luật 2019 thì sửa đổi điều 82 rồi. Bây giờ sang điều 83 là tên điều của nó là quản lý hồ sơ khen thưởng kỷ luật cán bộ công chức. Thì nội dung công một dòng này, việc khen thưởng kỷ luật cán bộ công chức được lưu vào hồ sơ cán bộ công chức. À, chúng ta để ý được lưu vào hồ sơ cán bộ công chức thì các thầy đưa ra câu hỏi để chúng ta học là câu 422 đây. Theo luật cán bộ công chức phương xác định phương án đúng về khen thưởng kỷ luật cán bộ công chức a được lưu vào hồ sơ cán bộ công chức là đúng này đúng như trong luật luôn đúng không đây được lưu b được đưa thông tin lên mạng xã hội là không đúng niêm yết tại cơ quan đơn vị làm việc của cán bộ công chức là sai tất cả phương án đều đúng vì loại trừ đấy thì đây là điều 83 các thầy dịch một câu hỏi thôi điều 84 thì chúng ta thấy rằng là đã sửa đổi trong 2019 chúng ta xem video À, trên 2019 các thầy đã đưa lên Đấy, điều 85 à, điều 85 thì chúng ta thấy là điều khoản chuyển tiếp cũng được làm trên video 2019 rồi điều 85 này cũng sửa đổi này, video hay các thầy đã đưa lên trước rồi các em có thể xem bây giờ sang điều 86 hiệu lực thi hành à, thì hiệu lực thi hành có hai khoản khoản 1 luật này có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 1 năm 2010. Như vậy luật cán bộ công chức năm 2008 thì sẽ có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2010. Còn luật sửa đổi năm 2019 lại có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2020. Thì các em chú ý cái chỗ này. Khoản 2 là pháp lệnh cán bộ công chức ngày 26 tháng 2 năm 1998. À, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều pháp lệnh cán bộ công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và pháp lệnh sửa đổi một số điều bổ sung pháp lệnh cán bộ công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003 thì hết hiệu lực kể từ khi luật này có hiệu lực như vậy khoản 2 chúng ta cũng không cần chú ý thì các thầy đưa câu hỏi về khoản 1 thôi 423 là theo luật số 22 2008 ngày 13 tháng 11 năm 2008 đây nó gọi là luật cán bộ công chức 2008 gọi tắt đây. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày nào? Thì các em chú chú ý cái số hiệu của luật là số 22 2008 QH12 tại Quốc hội 12. Đấy các em chú ý thế. Thì nhá các cái số này các em nhớ được thì tốt. Như vậy là luật này có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2010 là đáp án đúng. Thế còn gây nhiễu là 31 tháng 12 năm 2008 0010102009 01, 0101 2011 đó là gây nhiễu BCD thì 424 thì các thầy hỏi là luật số 52 2019 quốc hội 14 này QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 tức là luật sửa đổi luật 2008 à, và ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2019 thì luật sửa đổi bổ sung một số điều luật cán bộ công chức và viên chức có hiệu lực từ ngày nào thì thầy giáo vừa nêu có hiệu lực từ mùng mù 1 tháng 7 năm 2020 là đúng. Đây là phần an A, để chúng ta phải nhớ cái mốc. Còn 31 tháng 12, 2019 là gây nhiễu. Mùng 1 tháng 1, 2020 là gây nhiễu. Mùng 1 tháng 1, 2021 là gây nhiễu. Đấy, thì các em chú ý đây là những cái câu hỏi mà nó, nó gọi là mang tính chất bất ngờ. Đấy, thì trong trong đề cương của, của ôn tập thì có thể ra mà. Thế cho nên chúng ta chú ý mà chúng ta không học thì nhiều khi là ra bất ngờ. À, bất ngờ thì chúng ta không làm được thì chúng ta tiếc cho nên các em cũng phải chú ý điều 87 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành thì ủy ban thường vụ quốc hội này chính phủ này à, chúng ta để ý là cơ quan nào đây ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các điều khoản được giao trong luật này hướng dẫn những nội dung cần thiết khác Ngần thiết khác của luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Luật đã được Quốc hội nước Cộng hòa sao chủ Việt Việt Nam khóa 12 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008. tám à, và các em chú ý cái người ký cái, cái cái này chính là Chủ tịch Quốc hội lúc đó là Nguyễn Phú Trọng. À, thì chúng ta nhớ để khi mà có những câu hỏi bất ngờ thì chúng ta không ngờ đến thì nó lại ra. Đấy, cho nên chúng ta cũng phải chú ý. Cho các thầy ra hai câu hỏi mang tính chất để các em thấy À cũng lúc là hỏi các em không chú ý đến thì gọi là bất ngờ thôi. À, 425 theo luật số 22 2008 Quốc hội 12 ngày 13 tháng 11 2008 luật cán bộ công chức gọi tắt là luật cán bộ công chức 2008 luật này được ai là chủ tịch quốc hội ký ban hành đấy thì như vậy khi đọc đến câu hỏi này các em thấy mà các em không nhớ thì coi như các em cảm thấy bất ngờ a à, là nguyễn phú trọng là đúng Nguyễn Sinh Hùng, à, Nông Đức mạnh, Nguyễn Thị Kim Ngân, thì BCD đây thì cũng đều là à, các các ông đã làm Chủ tịch Quốc hội. Nhưng để ký ban hành à, Luật cán bộ công chức năm 2008 là Chủ tịch Quốc hội lúc đó là Nguyễn Phú Trọng. Để Các em chú ý thế. Phần án A là phần ngắn đúng. Tương tự như vậy có 426 Luật số 52/2019 Quốc hội 14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và viên chức. Luật này được ai là chủ tịch quốc hội ký ban hành thì chúng ta để ý đây 2019 thì dễ nhớ. Thì lúc này là Nguyễn Thị Kim Ngân đang là chủ tịch quốc hội cho nên ký ban hành. Thế còn lại phương án gây nhiễu là gì? Chúng ta ABC, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Nông Đức Mạnh thì đều là chủ tịch quốc hội nhưng mà à, ký cái, cái cái cái, cái số 52 2019 và QH14 là Nguyễn Thị Kim Ngân Các em thấy đúng là đây là không để ý là Là bất ngờ ngay à, Câu 427 theo luật số 22 008 đây, Tức là luật cán bộ công chức 2008 Cơ quan nào quy định chi tiết hướng dẫn Thi hành các điều khoản Được giao trong luật này Hướng dẫn những nội dung cần thiết khác Của luật này để áp dụng Để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước thì Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan khác có thẩm quyền. Tất cả phương án đều đúng. Đấy, thì chúng ta chú ý đây, tất cả phương án đều đúng. Thì đấy, cho nên các em phải chú ý. Như vậy là các thầy đã giảng quyết hết nội dung chương trình cái luật cán bộ công chức 2008 và sửa đổi 2019. Các em xem trên video để học. À, như vậy là à, rất là thuận lợi cho học viên. Các thầy đã hỗ trợ cho học viên ôn thi dự tuyển công chức và nâng ngạch công chức các môn kiến thức chung môn tiếng anh môn tin thì môn thức trắc nghiệm các em tiết kiệm được rất nhiều thời gian để học đấy thì để đọc luật và lại chuyển thành cơ hội trắc nghiệm cũng mất rất nhiều thời gian thì các em thấy rằng là cũng rất là là hỗ trợ cho học viên để ôn tập bổ ích thiết thực hiệu quả thì các em học xem video từ hết luật này thì ra vào các câu, các hỏi này thầy tin rằng các em tra cứu gì các em cũng làm được rất logic và rất là À, phải hiểu về nội dung chúng ta mới mới làm được thì để các em có nhu cầu gọi điện cho thầy giáo theo 0 123 54 để ôn để học à, trên phần mềm và trên phần mềm còn rất nhiều các thông tư các luật các cái chuyên đề khác nữa à, thì các em có thể có nhu cầu thì liên lạc với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang thì, các thầy chuyên đi dạy trường đại học cho nên có nhiều kinh nghiệm ra câu hỏi trách nghiệm À, phân loại học viên và kỳ thi tuyển công chức và nâng ngạch công chức là phải mang tính chất phân loại học viên rồi. Thế cho nên các em phải tìm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại. Thế còn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất tìm hiểu về luật thì có rất nhiều nhưng mà nó là chỉ là dạng tìm hiểu mà mục đích của ta là à, dự tuyển công chức và nâng ngạch công chức là phải học được các câu hỏi mang tính chất phân loại học viên rất bài bản rất chuyên nghiệp thì chúng ta mới có thể trúng tuyển được. Thầy giáo cảm ơn các em. Các em chưa ấn vào nút đăng ký thì nay ấn vào nút đăng ký, sau đó ấn vào nút hình chuông để nhận video tiếp theo. Thầy giáo chúc các em thành công và cảm ơn các em.